Lò La Masia của Barcelona từ lâu vẫn nổi danh nhờ việc cho ra lò những tài năng xuất chúng của bóng đá thế giới như Lionel Messi, Xavi hay Carles Puyol. Giờ đây, người hâm mộ bóng đá thế giới lại tiếp tục được chứng kiến một ngôi sao trẻ sáng giá xuất thân từ lò La Masia được ra mắt khán giả khi mới 16 tuổi. Đó là Lamine Yamal. Yamal thuận chân trái và có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền đạo cánh phải hoặc trung phong, được đánh giá là có lối chơi và nền tảng kỹ thuật tương tự Lionel Messi, một trong những huyền thoại trưởng thành từ La Masia. Nhiều người cũng so sánh Yamal với tiền đạo nổi danh người Ai Cập Mohamed Salah, khi cả hai đều rất nhạy bén trong khả năng săn bàn, đều sở hữu kèo trái ma thuật và ưa thích những đường chuyền ngắn từ rìa vòng cấm. Sở trường của cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha là những pha đột phá từ cánh phải, khả năng rê bóng xuất sắc, đồng thời rất giỏi trong việc bứt tốc khỏi các hậu vệ đối phương. Cầu thủ 15 tuổi này cũng được khen ngợi về khả năng sút xa và quan sát ở khoảng 1/3 cuối sân. Điểm yếu cố hữu của Yamal chính là thể hình nhỏ con. Anh chỉ cao 1m65 và mặc dù vẫn còn thời gian để phát triển, đây sẽ là khía cạnh bị đối phương khai thác rất nhiều nếu cầu thủ người Tây Ban Nha không thể cải thiện thể hình trong tương lai. Trong bóng đá, 16 không phải là độ tuổi mà chúng ta thường thấy ở môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Ở giai đoạn ấy, nhiều cầu thủ còn đang chập chững tiến vào các lứa giải trẻ chứ chưa nói đến việc lên thi đấu chuyên nghiệp ngay cho đội 1. Tuy nhiên với trường hợp của Lamine Yamal thì hoàn toàn khác. Có màn ra mắt trong màu áo đội 1 Barca ở giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái, nhưng thời điểm đó Yamal ngoài cái mắt cầu thủ trẻ nhất ra mắt trong lịch sử Barca ở độ tuổi 15 thì màn trình diễn cá nhân của tài năng trẻ người Tây Ban Nha vẫn chưa thực sự nhận được sự chú ý từ truyền thông. Việc không bị truyền thông quá chú ý tới đôi khi cũng là mặt lợi cho Yamal ở thời điểm đó. Bởi cho đến màn trình diễn với Villarreal vào tối chủ nhật vừa qua, nhiều người xem còn chẳng biết Yamal là ai và bằng cách nào Barcelona lại kiếm được một tài năng thi đấu bay bổng tới vậy. Nhưng nếu đã đọc qua những lời nhận xét của Xavi về Yamal ở trận ra mắt trong màu áo Barca, bạn sẽ thực sự phải thay đổi suy nghĩ. Tôi đã bảo cậu nhóc cứ làm mọi điều tốt nhất của chính mình. Ở tuổi 15, thử tưởng tượng xem làm gì có ai tìm được cơ hội chơi cho Barcelona cơ chứ. Yamal là một cậu nhóc thực sự đặc biệt. Thằng bé vào sân mà không hề có chút gì sợ sệt. Yamal sẵn sàng phô diễn những phẩm chất của mình với những người đàn anh hơn mình đến cả chục tuổi. Những đường thả bóng xuống 1/3 cuối sân của Yamal thực sự rất tốt. Lamine trông không giống một đứa trẻ 15 tuổi. Nhìn vào cách cậu nhóc thi đấu thì đó là phong thái của một cầu thủ đã trưởng thành. Thằng bé luôn sẵn sàng thi đấu và tập luyện rất chăm chỉ. Thằng bé hoàn toàn có khả năng để đánh dấu một kỷ nguyên mới tại Barcelona với những gì đang có. Đúng như lời Xavi nói, nếu đặt cạnh con số 16 tuổi thì tốc độ và bộ kỹ năng đầy uyển chuyển của Yamal là một điều gì đó rất khó tin. Những pha tăng tốc cầm bóng, đi bóng và cả khả năng dứt điểm bằng chân không thuận của Yamal khiến người xem thực sự khó lòng có thể rời mắt khỏi cậu nhóc mang áo số 27 này nếu đã bắt đầu theo dõi ngay từ thời điểm ban đầu. Mặc dù không có được bàn thắng để làm nổi bật hơn màn trình diễn của cá nhân, nhưng với phong thái thi đấu tự tin và lối chơi rất thích mắt thì danh hiệu cầu thủ hay nhất trận là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với Yamal. Nhưng để kiểm chứng và đánh giá kỹ lưỡng hơn thì Lamine Yamal vẫn cần phải trải qua nhiều bài test hơn nữa trong quá trình hoàn thiện bản thân. Sự thiếu sót trong lối chơi sẽ vẫn có và bản thân Yamal cũng cần tìm ra những yếu điểm của mình để cải thiện từng ngày. Và ở một đội bóng đang có những người đàn anh quá thừa kinh nghiệm như Barcelona, thì quá trình phát triển và nâng cấp bản thân của Yamal sẽ rất đáng để mong chờ. Một kỷ nguyên, mới như lời Xavi có lẽ vẫn là một câu chuyện hơi xa vời, nhưng rõ ràng vào thời điểm này Barcelona đang thực sự có được một viên kim cương đen đầy giá trị.